chánh tính là gì quý vị hiểu rõ ràng minh bạch lời đức phật dạy đây là chánh tính hiểu rõ ràng minh bạch rồi quý vị mới thật sự y giáo phụng hành Ta thật sự quy y Quy y là bái sư Bái ai làm thầy Bái a di đà Phật làm thầy Bái Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy Quy y chính là bái sư Quy y tam bảo chẳng nói quy y vị pháp sư nào trong giáo pháp đại thừa đã nói rõ ràng minh bạch nhất là trong lục tổ đàn kinh tổ sư đời thứ sáu của thiền tông là huệ năng đại sư đã nói đơn giản <laughs> minh bạch ngài truyền trao quy y cho người khác dạy người ta quy y giác quy y chánh quy y tịnh ngài chẳng nói quy y phật quy y pháp quy y tăng vì sao? Chúng ta có thể suy ra rằng Trong thời gian Phật Pháp đã truyền đến Trung Quốc Khoảng chừng hơn 700 năm Thời gian lâu ngần ấy Cho nên càng truyền càng bị sai ngoa Người bình phạm nảy sinh hiểu lầm đối với Phật Pháp Hãy nhắc tới quy y Phật Bè nghĩ đến tượng Phật bằng đất nặng, gỗ khắc Quý y Pháp Ngay lập tức nghĩ đến kinh điển Quý y Tăng lại nghĩ đến người xuất gia Quý vị quy y như vậy là sai bét rồi Quy y chẳng phải là ý nghĩa ấy Do vậy tổ chẳng dùng Phật Pháp Tăng Mà dùng chánh giác tịnh Rồi lại giải thích cho quý vị phật là giác phật có nghĩa là giác giác mà không mê là quy y phật quý vị thấy trong ấy há có mê tín chánh chứ không tà chánh tri chánh kiến chẳng phải là tà tri tà kiến đó là quy y pháp Sáu căn thanh tịnh Chẳng nhiễm mảy trần Đó là quy y tăng Mang ý nghĩa như thế Vì thế Phật là tự tánh giác Pháp là tự tánh chánh Tăng là tự tánh tình Nói tới tự tánh tam bảo Chẳng phải là bên ngoài quý vị mới thật sự quy y chư phật như lai xuất hiện trên thế gian để biểu diễn thân hành ngôn giáo đích thân biểu diễn giác chánh tịnh Miệng giảng cho quý vị cũng là giác, chánh, tịnh. Hoàn toàn giúp chúng ta trở về tự tánh. Quy là quay đầu. Y là nương cậy quay đầu nương theo gì nương theo trí huệ và đức tướng trong tự tánh chẳng phải là cậy vào bên ngoài ngạn muôn phần các đồng học phải ghi nhớ điều này nếu quy y một vị pháp sư hay hòa thượng nào đó hỏng bét rồi vị ấy có đại triệt đại ngộ hay không vị ấy có minh tâm kiến tánh hay không nếu vị ấy chưa đại triệt đại ngộ chưa minh tâm kiến tánh vị ấy là phàm phu trong lục đạo ta quy y vị ấy chẳng phải là vẫn tạo nghiệp lục đạo ư thầy tạo nghiệp lục đạo dẫn dắt quý vị vẫn tạo nghiệp lục đạo chẳng ra khỏi được vì thế đối với chánh pháp do đức phật đã nói chẳng thể không học tập chớ nên không hiểu rõ ràng sau khi hiểu rõ bèn phải thực hiện ta chẳng tiếc thân mạng cũng phải thực hiện thân mạng là tỷ dụ chẳng tiếc thân mạng tức là chẳng sợ khổ. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, chúng ta buông xuống. Thân mạng cũng chẳng cần thì còn có gì chẳng buông xuống được?